Nam Mô A Di Đà Phật. Xin chư vị mở trang 79. Chúng ta bàn về vấn đề là gia đình không chấp nhận hoặc cố tình làm sai cái quy định hộ niệm, thì ban hộ niệm chúng ta làm như thế nào? Câu C là thường xuyên tới lui thăm viếng, kiên trì nhẫn nại, giải thích cho họ hiểu sự vi diệu của pháp hộ niệm. Đúng không? Câu này không đúng, hồi sáng mình nói rồi không đúng. Là tại vì chúng ta không có đủ thời gian mà đi tới từng nhà để mà viếng thăm rồi năn nỉ, làm như kiểu là mình vì một quyền lợi nào đó, không phải. Nhưng mà chúng ta cũng có một cái kiên trì như thế này. Ví dụ như dự âm này nói về hộ niệm 20 năm qua rồi, đó là sự kiên trì đó. Thực sự là kiên trì đấy chứ vậy. Có nhiều người nói là ông dự âm này là một người độc nhất trên thế gian này, lúc nào cũng đi nói hộ niệm, mà nói gần 20 năm rồi. Là chúng ta tìm cách mở rộng cái phương pháp hộ niệm này ra để cho người có duyên người ta biết, mà người ta tiếp nhận phương pháp này để mà có cái duyên vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cũng giống như trong cái thời gian gần đây thì mấy vị ở trên khắp nơi, nhất là ở bên Mỹ, Âu Châu, người ta phát tâm làm một cái cuộc hội táo thế giới đấy. Đây là một cái kiên trì đấy. Chúng ta cứ mở rộng ra cho tất cả mọi người. Nhìn qua kia chứ vị thấy có một cái tivi thiệt lớn đó, của bác sĩ Phi phát tâm mua để mà làm cái conference đấy. Nếu ở nhà chư vị có computer, có cái iPhone, có thể mở ra tại nhà, còn không tối đây mình hội họp tại đây cũng được, rất là tốt. Mình sẽ thấy được những cái người ở khắp nơi, bên Canada, bên Mỹ, bên Âu Châu, bên tiệp khắc, bên Việt Nam nữa, người ta tham gia vào. Rồi người ta có những ý kiến người ta nêu lên, có những câu hỏi người ta hỏi ra, rồi có những cái kinh nghiệm người ta truyền cho, hay lắm chứ vị ơi. Mà tự nhiên như vậy mình có như có một nhóm bạn bè thân thiện trên khắp thế giới cùng nhau làm, hay lắm. Giống như mình ngồi một chỗ mà mình có thể nói chuyện trên khắp thế giới. Đây là cái điều rất là hay. Đó là sự kiên trì. Chứ chúng ta không thể nào kiên trì cứ tới mà năn nỉ gia đình. Nhiều khi người ta lại có một cái vấn đề khác. Người ta nếu mình là việc như mưu cầu gì đây này. Như cầu gì đây mà cứ năn nỉ họ hộ niệm. Mà càng năn nỉ như vậy lại chúng ta hộ niệm không được. Chứ vì cứ để ý coi. Cách đây cũng khá lâu rồi. Có một cái ban hộ niệm kia lập ra cũng mấy năm trường, mà phát tâm cũng tốt lắm. Hộ niệm luôn 26 ca, không có ca nào thành công hết. Rồi khi mà họ báo tin cho dầm, dầm mới bày họ. Nói bây giờ hộ niệm như vậy không có thành công đâu. Cái tâm của mình thì tốt, nhưng mà cái quy luật, cách hộ niệm đúng. Tôi bày cho, vào trong Đà Nẵng, gặp chị Thu Hương đi. Tôi điện thoại chị Thu Hương, tôi giới thiệu cho. Vì đó đem cả cái ban hộ niệm đi vào trong Đà Nẵng học nghề với chị Thu Hương, học luôn cả tháng như vậy. Sau đó về thì bắt đầu hộ niệm. Thì khi mà anh hộ niệm tới 20 mấy ca rồi, đều thành công hết, bắt đầu anh mới điện thoại tới. Chú và mời con hộ niệm thành công rồi. Thế thành công với cùng 20 mấy ca luôn. Chứ vị thấy không này? Hôm trước thì chúng ta nói có người hộ niệm tới 40 mấy trường hợp mà bị trở ngại cái gì. Sau đó thì cũng học được cái quy luật ngon lành. Bắt đầu hộ niệm luôn 40 mấy trường hợp đều thành công, có cái hiện tượng ra đi tốt đẹp vô cùng. Cho nên chưa vị thấy cái luật lệ nó quan trọng lắm. Cho nên kiên trì là kiên trì như vậy, chúng ta phải học hỏi. Để mà chúng ta biết, hễ là mình phát cái tâm bồ đề ra mà cứu được người, tức là cái tâm bồ đề mình có thành quả. Mình phát một cái tâm bồ đề ra mà cứu không được, giúp không được mà để thất bại, thì làm cho cái tâm bồ đề của mình cũng xuống luôn, và cái uy tín của pháp hộ niệm nó cũng mất đi. Chứ vì chú ý như vậy. Tìm cách uyển chuyển mà hộ niệm để tránh sự trách móc của gia đình. Đúng không chứ vậy? Cũng sai luôn. Không thể nào uyển chuyển được. Đường mình đi làm thẳng về Tây Phương Cực Lạc, mình phải nói là tôi tới đây là giúp cho người thân của chư vị vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mà muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì những cái điều kiện này là chư vị phải làm lấy. Tức là luôn luôn phải giữ cái tâm đạo của người bệnh đừng để mất. Ví dụ như trong cái quy luật của ban hộ niệm là gia đình còn chú ý là cố gắng đừng để người bệnh
tiếp xúc với bà con, thân nhân, bạn bè một cách trực tiếp thường xuyên. Đây là cái điều rất là nguy hiểm. Tại vì người ta không biết đạo, thì chắc chắn người ta nói chuyện đời. Nói chuyện đời là mất cái tâm đạo của người muốn vãng sanh đi. Chúng ta hộ niệm không được. Như vậy là chúng ta cố gắng là làm cho cái tâm đạo của người đó đi thẳng về một được. Đó gọi là cứu người. Chứ không phải là chúng ta cứ chiều chuộng thì chúng ta không thể nào giúp được. Nếu cố gắng hộ niệm thì cũng không thành công. Và ban hộ niệm rất dễ gặp điều phiền não. Đúng không chứ vậy? Thường nó là như vậy. Nhất định. Bởi khi nào mà trở về Việt Nam chứ bị gặp những ban hộ niệm. Mà người ta đã hộ niệm cả hàng ngàn ca rồi. Chứ vị mới nghe những cái kinh nghiệm của người ta. Mình không cần hộ niệm, mình nghe kinh nghiệm người ta mình cũng thích rồi. Có giải quyết những cái điều hay lắm. Thường thường là mới bằng đầu, cái tâm sốt sáng đó, cao quá, gặp ai cũng hộ niệm hết. Hộ niệm một thời gian cái 10 ca thì bay ra được nửa ca. Cho nên bắt đầu cái người ta siết lại như vậy mà càng vững cái hộ cái quy định như nào thì cái xác suất thành công nó lên càng nhiều chừng đó. Lạ luôn. Đến nỗi bây giờ có những ban hộ niệm người ta nói là họ hộ niệm cái thành công lên tới 80-90%. Một cái hiện tượng rất là tuyệt vời. Phải nói là tuyệt vời. Nhưng còn nếu mà chúng ta cứ coi như là vĩ nể thì đưa đến tình trạng là sẽ trở ngại. Mà phiền nào nữa. Câu F. Phan duyên hộ niệm có thể bị rắc rối về vấn đề luật pháp và tạo cơ hội cho người đời đàm tiếu có thể dẫn tới tội phỉ báng Phật pháp. Đúng không chứ vậy? Điểm thứ nhất là rắc rối về vấn đề luật pháp. Trước vấn đề sanh tử của một người không phải đơn giản được. Ví dụ như mình tới mình nói ở tại nhà để hộ niệm. Nhiều khi người ta nói đúng ra nếu mà đưa vào bệnh viện thì cái người này không chết. Ở tại nhà mới chết. Như vậy là cái trách nhiệm của cái người hộ niệm. Cho nên thành ra vấn đề là khuyên người ta ở tại nhà vì lý do gì sao? Vì bệnh viện đã chào thua rồi. Bác sĩ đã báo là không cách nào có thể cứu chữa được rồi. Như vậy thì gián nghĩa cho họ biết là đi vào bệnh viện cũng chết mà ở nhà cũng chết. Nhưng mà ở nhà ra đi chúng tôi có thể giải quyết những vấn đề khó khăn. Thì cái xác suất cao hơn rất nhiều. Còn đưa vào trong bệnh viện thì nhất định lỡ mà gặp trở ngại thì không cách nào có thể giải quyết được. Xin thưa thẳng với chư vị, phàm phu chúng ta 100 người hình như 99.9 người bị trở ngại. Đừng nói là ít. Mà vào trong đó thôi không cách nào mà chúng ta có thể điều giải hóa gỡ được. Mà ở nhà chúng ta có được. Chứng tỏ trong những thời gian qua chúng ta đã chứng nhận cái chuyện này rồi không? Trở ngại tại nhà có thể giải quyết được. Ở trong bệnh viện tôi chịu thua. Thời gian, không gian và khung cảnh không cho phép được. Tạo cho người đời có cơ hội đàm tiếu. Đàm tiếu thì mình mất uy tín cá nhân mình thì không nói gì. Nhưng mà cái đàm tiếu đó nó liên quan tới tội phỉ báng Phật pháp, thực sự là tội nghiệp cho họ. Cho nên khi mà một người không tin rồi chúng ta không dám hộ niệm là tại vì người ta lỡ buông lời phỉ báng Phật pháp kẹt lắm. Chứ vì nhớ là cái nguyện thứ 18 của Đức A Di Đà là dẫu cho một người tội chứng sâu nặng nhưng mà sau cùng rồi thành tâm sám hối niệm Phật 10 niệm cũng được vãng sanh. Nếu không vãng sanh thì ngài thề không giữ ngôi chánh giác, duy trừ tội ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp. Phỉ báng chánh pháp, câu này rất là kinh khủng. Duy trừ là những người nào vừa phạm cái tội ngũ nghịch mà cộng thêm phỉ báng chánh pháp nữa thì thôi chịu thua, không cách nào có thể cứu được. Đây là lời Phật dạy. Ngũ nghịch là tội gì nè? Giết cha hại mẹ, làm thân Phật ra máu, phá hòa hợp tăng, giết A-la-hán. Hòa thượng Tịnh Không nói cái tội ngũ nghịch mà có thể cứu được nếu người đó thành tâm sám hối, kiệt lòng sám hối có thể hộ niệm cho người ta vãng sanh. Nhưng mà cái tội mà phỉ báng chánh pháp đã dính vào cái đó rồi thôi chịu thua. Cái phỉ báng chánh pháp này nó nặng dữ lắm. Nếu mà hai cái tội nó dính lại với nhau thì không cách nào cứu chữa được. Những người ngũ nghịch vì người ta mê mờ, khi mà ta ngộ ra rồi người ta giác ngộ, người ta có thể thành tâm. Còn tội phí bán là nguyên nhân do cái chỗ niềm tin không có. Niềm tin không có vì thiện căn không có. Thiện căn không có rồi thì không cách nào có thể người ta tin được. Mà không tin rồi thì không thế nào mà dám cho được cái tội mà phí bán giải pháp. Thành ra những người không tin mình không dám hồ niệm là như vậy chứ không có gì cả. Sợ rằng là tạo cái duyên cho những người đó người ta phỉ báng. Mà đã phỉ báng rồi thì tôi chịu thua.
cái tội này nó tới địa ngục A Tỳ lần chưa vậy ơi. Tại vì phí bán Phật pháp nó tạo mất cái duyên cho chúng sanh, nguy hiểm lắm. Cho nên xin chư vị đừng có bao giờ thấy những người mà chê bai mình, bắt chước mình chê bai, kẹt lắm, cần chú ý. Cho nên phải nói là phí bán Phật pháp mới là cái điều mà chúng ta nêu lên để không cách nào có thể mà gọi là uyển chuyển tâu hộ niệm cho những người không tin được. Tại vì người ta nghĩ rằng là hộ niệm như vậy thì người thân của mình có thể hết bệnh, có thể an lành chút, nhưng mà không an lành mà còn khổ cực nữa, ra đi thân tướng không tốt nữa. Bắt đầu người ta mới đàm tiếu lên, đàm tiếu bằng những lời mà cay đắng, mà không phải cay đắng vì cái ban hộ niệm này chịu, mà cay đắng tới Phật pháp nữa, chính họ đã chịu lấy. Hiểu được chỗ này, xin quý vị phải chú ý là tại sao chúng ta không dám đi hộ niệm cho những người không tin. Chú ý chỗ này, thực sự đấy, chứ không phải là từ bi muốn làm sao làm. Coi câu là từ bi đa hòa hại là như vậy, hòa hại cho chính họ, mà hòa hại cho uy tín của pháp Phật, sau này không còn ai tin nữa. Câu dê: phan duyên hộ niệm thì không gieo được duyên lành, ngược lại có thể làm giảm uy tín Phật pháp, và pháp hộ niệm dễ bị chướng ngại. Đúng không như vậy? Đúng. Duyên lành mà gieo không được, đi cầu siêu vậy mà gieo duyên lành được, đi cầu an mà gieo duyên lành được, nhưng mà hộ niệm mà sơ ý không gieo duyên lành được. Tại vì sao? Tại vì hộ niệm là chỉ dẫn cho người đó cái con đường để mà siêu thoát, mà tự người bệnh làm lấy. Mà muốn người bệnh tự làm lấy, bắt buộc phải có quy luật, cũng giống như tu nó có giới, có luật đàng hoàng. Nếu mà những người đó phạm tới những cái giới, cái luật, cái quy định của ban hộ niệm thì không cách nào mà có thể vãng sanh được. Trong khi mình đổ ra bao nhiêu công sức, bắt gia đình phải chịu, nào là mở cửa ra, rồi đón mời cũng bắt người ta ngồi bên cạnh mình niệm Phật, rồi nhiều khi cũng bắt gia đình lạy Phật, đồ đủ thứ, nhiều người ta lạy tới lạy tới lỡ đầu gối luôn, mà sau cùng không được cái gì hết. Bắt đầu mới gọi là không còn duyên lành nữa, mà có duyên ác nổi lên. Thành ra ai mà có tâm Bồ Tát mà làm sai đó, thành ra la sát này vậy, là cái hành la sát. Mình không la sát mà tạo cho người ta cái hành la sát. Bắt đầu những tiếng ác nó mới xảy ra. Mà tiếng ác nó xảy ra như vậy thì vô tình, một là cái tiếng nó đồn ra làm uy tín của cái pháp Phật bị giảm. Do mình sơ ý, không ứng dụng đúng phương pháp, mình cũng ráng phát tâm ra, mà cái phát tâm của mình làm cho oan chư Phật là như vậy. Tại Phật pháp bị giảm sút rồi. Mà ngược lại nữa, còn pháp hộ niệm sẽ bị chướng ngại. Vì mình sơ ý mà vô tình cái pháp hộ niệm này đúng ra nó mới lưu trụ khoảng chừng 50 năm. Giờ nó lưu trụ khoảng 5 năm. Thôi, đâu ấy không? Thực sự đấy. Mà nó lưu trụ khoảng 5 năm như vậy là do mình sơ ý, làm cho pháp Phật sớm nở tối tàn. Và những người phỉ báng đó là mang cái tội gọi là phỉ báng Phật pháp. Cho nên nó nhiều thứ lắm. Mong cho vị hiểu được như vậy, chúng ta mới nói là khi nào thuận duyên chúng ta mới làm. Thì bây giờ làm sao thuận duyên? Tất cả những sự phát tâm của chư vị mà đang làm đây, đúng là chư vị làm đúng đấy. Hoàn toàn chúng ta không ép người nào ở trên, mà chúng ta cứ mở rộng ra, sẵn sàng đi giao lưu. Ai muốn cần USB, chúng tôi cấp cho USB. Ai muốn máy, chúng ta sẵn sàng biếu máy. Ai muốn nghe, chúng ta chỉ cho người ta nghe. Mình mở rộng ra một cách bình đẳng như vậy. Còn mà chúng ta đi cưỡng duyên, phan duyên mà đi hộ niệm, đưa đến chỗ phiền não, mà còn đưa đến là Phật pháp có thể bị chướng ngại. Cho nên chúng ta làm đạo cái gì nó cũng phải có cái nề nếp. Mà chính cái luật này nó kết lại làm cho tinh thần người ta lên cao, niềm tin nó củng cố, và chúng ta còn tạo công đức, công đức chư vị vô lượng vô biên. A Di Đà Phật. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô
A Di Đà Phật.